Lego đầu tư nhà máy hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương. Tập đoàn Lego ký biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam, Singapore để xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương. Dự án được triển khai vào nửa cuối năm 2022 và bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2024. Nhà máy sẽ góp phần tạo ra 4.000 việc làm. Đây là nhà máy thứ 6 của Lego trên thế giới và thứ 2 ở châu Á với kỳ vọng giúp Lego mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhà máy tại Bình Dương cũng là dự án với số vốn đầu tư lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam. Tập đoàn Lego được thành lập tại Biêu Lăn, Đan Mạch vào năm 1932 bởi Ole Kurt Christiansen. Hệ thống trò chơi của Lego với nền tảng là những viên gạch Lego cho phép trẻ em và người hâm mộ thiết kế và xây dựng bất kỳ những gì có thể tưởng tượng. Sản phẩm của Lego hiện được bán tại hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới.